chủ động, sáng tạo trong tư duy phát triển kinh tế, sẵn sàng giúp đỡ tạo việc làm cho những lao động khó khăn có thu nhập ổn định, tích cực tham gia các phong trào của địa phương là những lời nhận xét trìu mến của đông đảo bà con thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ khi nói về anh Nguyễn Văn Tập, sinh năm 1973, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu nhiều năm liền của xã. Chia sẻ về những ngày đầu lập nghiệp, anh Tập cho biết, năm 2002, anh đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà trắng tại khu vực quy hoạch của xã, quy mô 6.000 con trên một lứa. Những năm đầu, do chưa có kinh nghiệm, cùng với đó là những tác động của giá cả thị trường không ổn định, các hộ xung quanh cũng đầu tư xây dựng trang trại, mật độ trang trại tăng, dịch bệnh liên tiếp xảy ra. Việc chăn nuôi của gia đình anh gặp vô vàn khó khăn, có lứa gà, anh Tập thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Với sự kiên trì, ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, ham học hỏi, cần cù, chịu khó, anh Tập đã dần khắc phục được các lỗ hổng trong chăn nuôi, ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài trang trại ở địa phương, đến nay anh Tập còn thuê đất và xây được thêm 10 trang trại để chăn nuôi gà ở xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn và xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Với quy trình chăn nuôi khép kín hiện đại, mật độ 160.000 con trên một lứa, các trang trại của anh Tập đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng trên một năm. Quy mô trang trại của anh đây là tất cả là làm toàn bộ công nghệ chăn nuôi là mới của theo cái xu hướng bây giờ. Anh đầu tư lò hơi của công nghệ của châu Âu. Đấy. Tự đốt nhiệt cho con gà, tất cả mọi cái là thổi vào trong chuồng là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông của người công nhân, và con gà cũng không bị mùi than, mùi gì cả, con gà nó sẽ ít bệnh tật. Bên cạnh đó, anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức thu nhập ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng trên một người trên một tháng. Nhiều năm liền, anh Tập được huyện và thành phố tặng thưởng danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2020, anh Tập đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Có nghĩa là anh Tập anh ấy xây dựng trang trại ở đây. Là anh thì ở người Thanh Nê, người Hà Nội, nhưng mà anh mua đất ở Hòa Bình thì anh lại lấy thực người công nhân ở Hòa Bình làm luôn. Một tháng lương của anh được 10 triệu, nghĩa là cho tạo thu nhập lại tạo cho công ăn việc làm cho bà con ở đây. Không những vậy, trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, những nông dân giỏi trên địa bàn huyện như anh Tập cũng đã đóng góp công sức, tiền mặt và cả thực phẩm để ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Điều đó minh chứng rằng, nông dân cũng là lực lượng tiên phong trên mặt trận chống dịch. Các mô hình kinh tế nông nghiệp tốt còn là bệ đỡ để các địa phương ổn định đời sống nông thôn trong tình hình hiện nay.